Rồi xin chào mọi người ha. Rồi chào mừng mọi người đang đến với livestream sáng hôm nay tại Sài Gòn. Thì đối với chị khách hàng ngày hôm nay ấy, là chị đã bay từ Mỹ về ha mọi người, để thực hiện cái dịch vụ đó là nâng mũi, sụn sườn, chỉnh xương, ghép khuyết, cụ cánh. Đấy, một cái mũi mà có rất là nhiều vấn đề và cần phải xử lý mọi người ha. Rồi, vậy thì đối với khách hàng ngày hôm nay thì trước đó là chị đã từng làm mũi nhân tạo rồi đúng không bác? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay là mình có cái vấn đề khó khăn gì đối với ca mũi này không? Hay là mình có chia sẻ gì về cái ca mũi này không ạ? Bạn khách hàng cách đây 5 năm là mình là bạn đã làm mũi nhân tạo rồi. Đấy. Tuy nhiên nó không bởi vì với một phương pháp nhân tạo thì nó và với một cái nền tảng mũi chưa đủ tốt ấy, thì nó sẽ không đạt được yêu cầu làm đẹp, và cái mũi của bạn rất là thấp, đầu mũi rất là nắm, hai cái mũi huyết hở nhiều. Ngoài ra thì người ta tạo hình cái thân sóng rất là to và cái xương cộng kết hợp với cái xương mà nó to đó. Cho nên là nhìn cái sóng mũi nó khá là thô, nó thấp, nó đã thấp rồi lại to đó. Thế nên là trông nó càng thấp hơn. Đó là cái lý do mà bạn quyết định đi sửa lại. Và khi đến bác sĩ Huy thì lựa chọn phương pháp sửa thì nghĩ tính là thứ nhất là bạn ở xa, cho nên là mong muốn một cái sự an toàn nhất có thể để hầu như là ít tái khám hoặc là không tái khám, vì ở Mỹ về là không phải đơn giản. Thứ hai là khi mà khám thì cái vách ngăn mũi của bạn nó bị ngắn và nó yếu, cho nên là nếu mà chúng ta mà chọn phương pháp là mũi cấu trúc thì nó không có đúng chỉ định cho lắm cho trường hợp là vừa muốn đẹp nhiều vừa muốn an toàn, nên là chỉ định đúng là làm sụn sườn. Trong cái quá trình mà mở bóc tách ra thì thực ra là không có khó khăn gì nhiều, vì trước đó bạn chỉ làm mũi nhân tạo thôi, là nó giống như cái mái ở trên thôi, còn cấu trúc trong mũi là chưa có tác động gì, cho nên là cái vấn đề bóc tách nó cũng khá là đơn giản, nhanh chóng. Chỉ có cái khó ở đây là cái xương mũi bạn to và nó không đều nhau, cái to cái nhỏ xíu nữa các bạn trên xem trên CT thì sẽ thấy, và cho nên là bác sĩ phải chỉnh xương thôi đó. Và bây giờ thì với cái thời gian nó cũng lâu lắm thì đã đến cái công đoạn là chúng ta đã chỉnh xương xong, dựng trụ xong, dựng đầu xong rồi và chuẩn bị là tạo sóng thôi. Đấy. Và bước vào cái là tạo sóng và ghép khuyết cho bạn. Đấy. Và cái này thì chắc chắn là như bác sĩ đã nói, làm xong nó sẽ đẹp nhiều. Đấy, bởi vì bạn có đủ cái tài nguyên là về da mũi thì đương nhiên nó sẽ đẹp thôi, vấn đề là chỉ vậy thôi. Rồi, ok, mọi người coi lại cái video giúp bổ đi, và bác sĩ sẽ tạo hình cái thân sóng mũi bằng sóng Suliform. Một xíu mọi người sẽ quay ra, đây là cái hình ảnh. Đây là hình ảnh mà sau khi đã dựng trụ lên. Đây mọi người thấy đây. Hình ảnh là sau khi mình đã dựng trụ lên, đã chỉnh xương rồi thì cái đầu mũi nó vươn cao bay lên rồi, sóng mũi thì nó thấp xuống, mình khi mình nhấc cái sóng nhân tạo ra thì nó sẽ thấp xuống như này. Chỉnh xương rồi cho nó thẳng chụp rồi. Nó đều nhau rồi. Đầu mũi thì vươn lên, hai đầu mũi thì hình hạt chanh rồi. Cái góc mũi môi nó được dựng lên rồi. Đấy, mọi người có thể coi nó rất là rõ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái sóng Suliform ở đây thôi. Đấy, mọi người có thể thấy là mặc dù là mới chỉ có dựng trụ và chỉnh cái đầu mũi thôi, nhưng mà mọi người thấy là đầu mũi đã được kéo dài, đã bay lên rất là nhiều, rất là đẹp rồi ha. Đấy, bây giờ bác sĩ sẽ tạo hình cái sóng Suliform số 7. Vào đây. Đấy, lên. Đây lên. Yên trí. Trước khi mổ bác sĩ đã nói với khách hàng này, yên trí chắc chắn là sẽ đẹp nhiều. Vì bác sĩ tiên lượng trước, biết từ trước được cái kết quả, bao giờ cũng đều biết trước được các kết quả của khách hàng là ca nào khó, nói là cải thiện ít hay là nhiều thì bác sĩ đều nói trước khi mổ cho khách hàng. Trong trường hợp của bạn này thì nói là làm nên sẽ đẹp nhiều, thay đổi nhiều, cho nên là chắc chắn là nó sẽ như vậy. Rồi, mọi người sẽ coi hình Dạ, yeah. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem lại cái video trước mổ ha, để mọi người nhìn qua cái diện mạo trước đó của chị khách hàng hôm nay. Đây là cái hình ảnh trước đó của chị nha mọi người. Rồi, mọi người đợi một xíu nha, mình sẽ mở lại cho mọi người xem cái clip trước đó của khách hàng. Sao nó không có tiếng?
Mọi người đợi xíu ha. Ở đây là cái hình ảnh trước đó của khách hàng của chúng ta nè. Mọi người có thể thấy là trước đó thì chị đã đặt cái phần thân sống nhân tạo rồi, cho nên là nhìn cái phần mũi rất là to ha, to so với tổng thể gương mặt của chị. Cho nên là đó, cho nên là ngày hôm nay thì một to một phần là do sóng và một phần là do xương nữa, cho nên là bác sĩ có chỉ định là chỉnh xương cho chị. Thì một lát nữa mình sẽ quay cho mọi người xem cái dáng mũi mà sau khi chỉnh xương thì thay đổi như nào ha. Chắc chắn là với cái diện mạo này thì thay đổi rất là nhiều, bởi vì cái đường viền gương mặt của chị cũng rất là đẹp rồi nè, đó rất là ok rồi, chỉ còn thay đổi mũi thôi là đã đẹp rồi. Đây, mũi này thì có rất là nhiều vấn đề mọi người ha, sóng mũi to nè, xương mũi to nè, hai cánh mũi to xè nè, mũi khuyết hở nè, đó. Cho nên là ngày hôm nay là còn phải xử lý rất là nhiều các cái. Dạ. Yeah. Ừ, đây, đó, cái mũi rất là to ha. Đó. Cho mọi người thấy cái hình CT trước đó nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem lại cái dán cái clip trước đó đi nha. Rồi. Này là mũi sụn sườn. Phát xe sửa lại phóng suriform và có ghép huyết cột cánh. Em chưa làm mũi này bao lâu rồi? Là cái mũi này năm 2018. 2018 rồi. Làm cái nào rồi? Là cái sụn nhân tạo à? Dạ. Rồi, cái này 5 năm bạn có làm cái sụn nhân tạo rồi. Tuy nhiên do là một cái phương pháp là một cái sụn nhân tạo thôi, cho nên là cái mũi nó chưa đủ cái tiêu chuẩn đẹp. Tiêu chuẩn đẹp ở đây là còn những vấn đề như mọi người thấy là cái mũi hiện tại nó cũng đang ngắn. Thứ hai là lỗ mũi, cái đầu mũi không có cao lên được, không có độ bay, nhìn nghiêng là không có độ bay, thiếu độ bay, thiếu độ dài. Đấy, nhìn thẳng thì hai cái rãnh, nhìn thẳng thì hai cái rãnh cánh mũi sâu, hai lỗ mũi khuyết hở, đầu mũi thiếu, chân cái mũi thì không thon gọn, đầu mũi không thon gọn, nhìn ngửa lên thì hai lỗ mũi hình tròn, không có form mũi hình chữ A. Rồi, mục tiêu của chúng ta là làm cái mũi đưa lên, đầu mũi cao lên, chân cái mũi thon gọn, chân lên xương mũi thon gọn, lỗ mũi hình lá chanh, form đầu mũi hình chữ A, hoa, nhìn nghiêng, mũi dài hơn, cao và bay. Rồi, nhìn thẳng, sóng mũi cao, đó là mục tiêu của chúng ta. Để mà đạt được cái mục tiêu này thì chúng ta phải phụ thuộc vào nền tảng của từng cái mũi cụ thể. Trong trường hợp của bạn thì cái mũi này thì không có ngắn nhiều, chỉ hơi ngắn thôi. Tuy nhiên là cái vách ngăn ở trong nó yếu rồi, vách ngăn yếu. Để mà đạt được cái mục tiêu đó chúng ta phải dựng trụ. Mà muốn dựng trụ thì có hai phương pháp, một là phương pháp cấu trúc, hai là phương pháp cấu trúc sụn sườn. Và bạn ở Mỹ, ở xa, cho nên là cái khả năng tái khám rất là hạn chế. Vì vậy, bạn mong muốn chọn một cái phương pháp nào nó tốt nhất, đẹp nhất có thể và an toàn nhất có thể. Hai mục tiêu đó chúng ta phải đạt được. Vì vậy, đó là lý do mà ngày hôm nay bạn chọn phương pháp cấu trúc sụn sườn. Còn phương pháp cấu trúc sụn tai thì nó cũng đạt tiêu chuẩn đẹp trong 2-3 năm đầu. Tuy nhiên sau 2-3 năm nó không đẹp như cái mũi sụn sườn nữa, nó không ổn định về dáng. Thứ hai là nó không an toàn nhiều như sụn sườn, bởi vì nó có nguy cơ dị ứng với cái trụ mũi, tỷ lệ nó cao hơn sụn sườn rất nhiều. Đó là lý do ngày hôm nay chúng ta sẽ làm mũi cấu trúc sụn sườn. Trên nền tảng hiện tại của bạn thì như bác sĩ đã vừa phân tích rồi, có các cái nhược điểm như vậy, cho nên là chúng ta sẽ lấy sụn sườn thứ 6 để giữ trụ cho vững chắc lên. Từ đó chúng ta sẽ đắp đầu để kéo dài cái đầu ra, lấy trung bì sườn đắp vào cái đầu mũi để tránh tình trạng ổ sóng, chỉnh xương để cho cái thân xương thon gọn lại hơn nữa, để cho nó sẽ đẹp hơn nữa. Ghép khuyết để cho kín hai lỗ mũi lại và cuộn cánh nhỏ lại một chút để cho nó phù hợp với cái bề rộng của miệng và cằm của bạn. Cái mũi này sau khi làm xong sẽ đẹp lên rất là nhiều, vì cái nền tảng tương đối là tốt, cho nên là làm sẽ đẹp nhiều. Rồi, ok, trên CT thì chúng ta sẽ rồi, phải trên CT đây là cái hình ảnh sóng mũi nhân tạo của bạn đang ở trong mũi đây. Đấy. Đấy, đây là trên hình ảnh CT mọi người có thể thấy rõ là cái xương này nó khá là to.
nó hơi quẹo nhẹ. Đây, đây là cái sóng mũi nhân tạo đây, nằm tròn đây. Hơi lệch nhẹ sang bên một xíu, này cái xương hơi lệch nhẹ xíu thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó thẳng lại nhá. Rồi, hình dựng hình 3D. Đây là cái hình ảnh 3D. Dựng xong, trước mổ thì cái mũi nó còn ngắn và còn thấp đầu. Sau mổ chúng ta sẽ kéo dài mũi ra và vươn cao đầu mũi lên. Đấy, làm cho gương mặt nó sẽ đẹp lên nhiều, thánh tú lên nhiều. Rồi. Rồi, tư thế ngửa lên, mẫu mũi đang hình tròn, sẽ biến thành hình đàn tranh dựng đứng lên. Do kéo mũi cao lên, nhé, nên nó thay đổi như vậy. Ok. Rồi, như vậy là mọi người vừa xem xong cái clip mà bác sĩ có phân tích qua cái tình trạng mũi của chị khách hàng ngày hôm nay rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với ca phẫu thuật này mọi người nhé. Thì đây là cái dáng mũi của chị sau khi mà đã dựng trụ nè mọi người. Mọi người xem qua nha. Rồi. Dựng trụ chỉnh xương này ha. Rồi, bây giờ thì bác sĩ đang tiến hành lọc sóng cho chị. Hôm nay thì khách hàng của chúng ta sử dụng sóng Suriform mọi người ha. Rồi. Rồi, trong lúc này thì mình sẽ trả lời comment của mọi người đi nhé. Có chị Hoàng Lan kêu là em muốn làm quá đi. Thì chị có thể sắp xếp qua viện để tư vấn thử đi chị. Nếu như mình đang có nhu cầu làm mũi hoặc là làm các dịch vụ khác thì mình có thể qua để bác sĩ tư vấn xem là mình mũi của mình thì đang cần làm những cái dịch vụ gì để thay đổi. Đấy. Có chị Linh Nga Vũ, chị có hỏi là cho em hỏi là mũi em bị hư, rút sụn ra thì mũi có co rút lại không? Mình hư ở đây là mình bị viêm hay là mình chỉ bị lệch vẹo thôi chị? Thì nếu như mà mình bị viêm thì rút ra thì chắc chắn là sẽ bị co rút lại. Cho nên là mình sẽ có những cái phương pháp mà để chống co rút, như là mình sẽ bọc trung bì mỡ vào đó để hạn chế cái tình trạng co rút. Còn nếu như mà mũi của mình không bị viêm mà chỉ bị lệch hay là mình không thích cái dáng mũi đó nữa thì mình có thể tháo ra và hoàn toàn là không có bị rút chị nha. Thì rút thì bị viêm thôi. Viêm mà viêm nặng chứ viêm nhẹ nhẹ thì nó cũng không có rút đâu. Nhưng mà nặng hay nhẹ thì phải mở ra mới biết được. Có nhiều cái trông con tưởng viêm nhẹ nhưng mà thực ra nó lại không nhẹ đâu. Cái có nhiều cái nó dữ dội ngoài mặt da thôi nhưng mà dưới thì nó lại bình thường. Có những cái nó âm thầm ở dưới sâu da chưa bị. Nhưng mà khi chúng ta rút ra là nó sẽ có rút. Và rút tầng sâu của nó sẽ co rút ra. Rồi, đây là cái sóng Suriform đây mọi người. Nó cho số 7. Cái kéo là rất là dài. Đấy, ở đây là cái sóng đặt vào nó rất là dài. Đấy, chúng ta sẽ còn phải chỉnh sửa một số lần nữa. Trước khi mà hoàn thiện, thì sẽ đặt thử vào. Em nó đạt ok chưa? Đấy, trước khi mà đặt vào này mọi người thấy này, nó thấp bóng rồi này, đấy, thấp bóng với sóng đặt sẽ đặt vào đây. Phần đầu này là sụn sườn rồi, đầu này là sụn sườn rất là cứng chắc này, cái đặt cái sóng ở đây thôi. Rồi. Có chị ạ. Thúy Lê chị có kêu là bác này sửa mũi rất đẹp, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Có chị Viên đấy, Ngọc người nhìn đấy là cái sóng vào rồi, có sóng ở đây này đấy, cho mọi người coi qua sóng cái đây, qua cái sóng cái nó cao vút lên rồi đó, nhưng mà chưa đạt tiêu chuẩn bởi vì còn cao chỗ này quá, em bác sĩ sẽ hạ nó xuống tí xíu nữa là xong à. Chị Viên Ngọc có kêu là thích quá đi. Mình thích thì mình có thể lên tư vấn đi chị. Cũng như là nếu như mình chưa đủ kinh phí thì mình chờ đợi thêm, thì khi nào mình đủ kinh phí thì mình lên làm ha. Đấy, mọi người coi có cái giá cái mọi người thống nhất một xíu. Đây, với một cái dáng nghiêng nhìn như thế này, mọi người thấy là cái góc mũi trán chỗ này nó cao quá, thì cái nó độ lượn như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng 150 độ. Đó, thì bây giờ chúng ta phải hạ xuống cho nó 120 độ thôi, nó nằm ở thấp thấp như thế này. Đó.
và chú ảnh hồ thì chúng ta thấp xuống thì tự khắc là tí nữa mũi nó sẽ có cái độ lượng bay lên. Sóng xuôi form thì ưu điểm nó hơn silicone những gì cho mọi người biết, nó silicone thì nó là nhiều cái lớp vô tích chồng lên nhau. Ngày xưa ấy, thì lúc mà cách đây khoảng độ 15 bác sĩ sang Hàn Quốc học một mũi ấy, thì người ta cũng đã sử dụng vô tích rồi, nhưng lúc đó người ta gọi là vô tích thì người ta không gọi là silicone. Silicone này là sau này thì cái công ty của Mỹ người ta thấy rằng là các bác sĩ sử dụng vô tích là phải dùng những miếng mỏng mỏng chồng lên nhau, khâu lại cho mà cắt cho cắt cực quá. Thế này là để làm mũi như vậy thì cực quá, thế nên người ta mới mang về người ta cũng chồng lên xong người ta ép người ta cắt ra một cái miếng cái hình thù như này để cho các bác sĩ tiện làm nó nhanh hơn, và từ đó tên thương mại nó gọi là Suiform, chứ thực tế thì nó là vô tích, một cái chất liệu sợi tổng hợp và được sử dụng lâu lắm rồi, ở bên Hàn dùng rất là lâu, Hàn và Mỹ sử dụng rất là lâu rồi. Dạ rồi, có chị Viên Ngọc thì chị có kêu là chị có tư vấn rồi, nhưng mà bác nói là phải đợi sau mới làm được vì chị mới gọt hàm. Đúng rồi, có chị còn 2-3 tuần nữa về Mỹ. Đúng rồi, có tư vấn. Bởi vì lúc đó là bác sĩ tưởng là gọt hàm, nhưng mà thực tế là mình nhận chỉ hàm hô. Đây là cái vết thương cổ xương là nó sát cái phần xương mũi mà trong khi cái mũi của chị nọc à? Yeah. Thì lại là cần phải chỉnh xương mũi, cho nên là bác sĩ khuyên là thôi để ít nhất là 3 tháng ở đây sẵn làm thì sẽ an toàn hơn, bởi vì mình ở xa ở Mỹ này, cho nên là mình kiên nhẫn mình chờ. Chị kêu là ôi sao bác nhớ hay vậy ta. Nhớ chứ, là đặc biệt. Mặc dù là hàng ngày thì bác sĩ tiếp rất là nhiều các ca đúng không, nhưng mà với những khách hàng đặc biệt thì sẽ có những cái Ngọc lên hai đến khám 2-3 lần đó. Lúc mà chị đi về thì em có gặp chị ở trong thang máy á, thì chị có kêu là trời chị nôn làm lắm rồi, nhưng mà lên thì bác Huy lại kêu là chị đợi đi, chứ chị thật ra là chị rất là thích làm rồi đó, chị có nói như vậy. Nhưng mà mình đi làm đẹp là mục tiêu là để mình xinh đẹp và mình an toàn, đúng không chị? Dạ, cho nên là nếu như mà mình gấp mà không an toàn thì như vậy cũng không hay, không tốt cho mình, mà bác sĩ cũng không muốn điều đó. Cho nên là chính vì thế cho nên là nếu như mà mình có thể chờ đợi được thì cái mũi của mình sẽ có thể đẹp hơn và an toàn hơn rất là nhiều đó. Nếu như mà chúng ta gọt hàm hoặc là chúng ta hạ gò má thì làm được, thì cái đó là nó cũng khá là nhẹ nhàng, nó xa cái vùng vết mổ mũi, nhưng mà cái này của chị Ngọc là chỉnh hàm hô, hai cái dụng cụ nó gần sát ngay cái vùng vết mổ mũi, cái chỉnh xương đặc biệt là mình để hàm mũi mình để phải chỉnh xương nữa, ở đây là mình lên ăn nên phải chờ. Nên bác sĩ thẩm mỹ ngoài cái vấn đề chuyên sâu thì mình phải có kiến thức tổng quát để xử lý những cái trường hợp kết hợp cho chỉ định cho đúng, cho nên là mới cần một người bác sĩ là vậy, chứ nếu không có học hành gì thì cứ gật bừa làm bừa đi, thế phải thợ chứ không phải thầy, bác sĩ là thầy. Còn những người chỉ biết mổ không có trình độ tổng quát phổ quát ra thì chỉ là thợ thôi, chỉ là một người thợ lành nghề. Còn người bác sĩ thì ngoài cái tay lành nghề ra thì phải có cái tổ pháp để tạo học hành kiến thức tổng quát để an toàn cho cuộc mổ cho khách hàng được. Nhiều khi mổ xong hàng còn đau đầu còn chóng mặt, còn nhiều khi bác sĩ còn phải điều trị
cả những vấn đề tim mạch, những rối loạn tiền đình, rồi cao huyết áp, rồi đủ thứ. Bởi vì con người ra nhiều khi nó tổng hợp nhiều bệnh lắm. Về uống thuốc, về dị ứng thuốc, về nôn ói này khác thì phải là người bác sĩ có học, có nền tảng kiến thức y khoa tổng quát thì mới hiểu được những vấn đề đó để điều trị. Chứ còn những người mà không phải bác sĩ thì không biết là điều trị kiểu gì, bác sĩ cũng thắc mắc cái chuyện nên rất là nguy hiểm. Chích một ống thuốc tây và bây giờ nhiều khi có nhiều người còn chóng mặt hoa mắt rồi, bệnh nhân nhiều khách hàng rồi. Thì đối với những người không học bác sĩ thì không biết là sẽ điều sẽ xử lý kiểu gì, đấy cũng nguy hiểm ở chỗ đó. Dạ, chị Vi Ngọc có comment thêm đó là rất thích bác. Bác làm việc rất có tâm và có tầm. Cảm ơn. Rồi, tiếp tục là mình thấy là có bạn Nguyễn An thì bạn có hỏi là cho em hỏi là cuộn cánh mũi với cắt cánh mũi thì khác nhau như thế nào ạ? Cuộn cánh với cắt cánh. Cuộn cánh thì cắt thì mình phải cắt cái đường sẹo nó vòng ra ngoài, nó rõ sẹo hơn. Còn cuộn cánh thì mình giấu ở trong cái nền của cái nền của lỗ mũi ấy. Cho nên là khả năng mà nhìn thấy sẹo nó ít đi, nó ít thấy sẹo. Nhưng mà cắt cánh thì nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn, thay đổi nhiều hơn so với mình chỉ có cuộn không. Nhưng mà đa số thì có thể thấy là hầu hết là chỉ cần cuộn thôi đã đủ giải quyết được vấn đề rồi. Bởi vì khi mà chúng ta kéo cao lên, như ví dụ như bạn này, lúc mà thấp thì nó mũi nó tròn này, nhưng mà khi kéo cao lên nó mũi hàn chanh thì cái cánh mũi nó đủ rồi này. Cho nên nó chỉ có rộng cái lề chúng ta cắt cuộn lề, nó phụ thuộc vào cái chỉ định, tức là cái lề rộng thì mình cuộn cánh, thu hẹp lề lại. Còn cái cánh nó to thì mình cắt đi, nhưng mà bình thường là không có cắt cánh, chỉ có khi nào nâng mũi cao hết mức rồi, tức là không thể nào được cao hơn nữa, mà lúc ấy mà cảm thấy nó cánh nó to thì mới cắt. Còn đa số là khi mà nâng cao lên thì cái cánh mũi nó không có to nữa, nó đủ rồi. Đây là bác sĩ có những video bác sĩ nói cả nghìn lần là không được đi cắt cánh mũi khi chưa nâng mũi đủ độ cao. Chúng ta mà mới nâng mũi một sụn thì chúng ta đi cắt cánh thì mai mốt thấy cái mũi nó thấp thấp, chúng ta muốn đi nâng mũi sụn sườn, thế là thiếu cánh mũi, thế là nó lại không nâng được cao nhiều như mong muốn, thế là uổng phí cả nhan sắc cả đời. Trong khi là lúc đó thì chúng ta đủ điều kiện kinh tế để chúng ta làm cái mũi cao đẹp nhất có thể, nhưng mà vì cái vấn đề cái mũi thiếu do cắt cánh đi mà không được thì rất là phí. Rồi, như vậy là cái giấy mũi khách hàng cũng đã được tạo hình xong rồi ha. Thì mọi người đợi một xíu, sắp hoàn thiện rồi. Đấy, mọi người quay nước qua cái nó cũng đã đẹp rồi đó. Đẹp rồi đó. Đẹp nha. Đẹp rồi đó, nhưng mà bác sĩ sẽ hạ xuống thêm một tí xíu cái này nữa đã đẹp hơn. Nó nằm được rồi. Ngồi dậy thì nó sẽ hơi đơ, hơi cao một xíu. Nhưng mà với như này là rất là nhiều bạn có thích lắm rồi đó. Mọi người có thể thấy là cái dáng chắc chắn là sẽ đẹp. Trước cổ thì nói là làm xong sẽ đẹp thì sẽ có sẽ đẹp. Rồi, gần hoàn thiện rồi đó mọi người. Bác sĩ sẽ hạ xuống cũng làm một tí xíu nữa thôi. Rồi, thì bây giờ bác sĩ sẽ hạ cái góc mũi trán xuống một xíu ha. Đôi khi là cái góc nằm thì mình sẽ thấy là đã đẹp rồi, nhưng mà khi mà ngồi dậy thì sẽ hơi còn cứng nên cái góc mũi trán một xíu thì bác sĩ sẽ chỉnh lại cho khách hàng ha. Chị Vi Ngọc chỉ kêu là mình thích dáng mũi này, đẹp quá bác ơi. Dạ vâng, vậy thì hy vọng là 3 tháng nữa nếu như mà mình có sắp xếp được thời gian á chị thì mình quay trở về thì bác sĩ sẽ cố gắng là làm cho mình một cái dáng mũi mà có thể nói là chị thích nhất và đẹp nhất cho chị. Nhưng mà cũng tùy vào cái nền tảng mũi của khách hàng nữa chị. Giống như là mũi của chị này là có đủ da nè đó, và cái nền tảng mũi trước đó cũng đã ok rồi, cho nên là mình nâng lên mới đẹp được như này ha. Còn nếu như mà mũi của mình thiếu da hay là còn nhiều những cái vấn đề khác ấy, thì đôi khi là nâng lên sẽ không được như này đó.
trước khi mà làm thì bao giờ bác sĩ cũng sẽ tiên lượng trước là cái da này có đủ không, rồi mũi đúng được không. Ngày bạn hôm qua có cái bạn Việt Kiều, bạn Mỹ về đấy, bạn gái, mà nếu mà mọi người qua live stream cao cái đặc biệt của sáng ngày hôm qua là một cái cao cái đặc biệt mà bác sĩ gọi là siêu phẩm ấy. Thì là cái mũi nó rất là khó, cực kỳ khó. Thì cái nền tảng tài nguyên của bạn nó quá ít và cái bẩm sinh của bạn, cái xương bạn thiếu sụt trong, bạn đã sửa cả xương hàm mặt rồi nhiều lần, mũi cũng đã từng sửa sụt trượt rồi, mũi sửa sụt trượt xong mà nhìn cái sóng mũi rồi không thấy nó sóng đâu, tưởng là chưa sửa thấp cái mức độ đó. Thì khi làm xong thì bác sĩ có thể được là trước khi mổ bác sĩ có thể được là nó khó thì chỉ được hy vọng 7 điểm thôi. Và đúng là khi mở ra là cực kỳ khó, thì cái bụng sóng mũi bạn không có. Đặt nguyên một cái thanh sụn sườn dày như này vào cái tủ, bác sĩ phải lấy theo cái thanh sụn sườn trồng theo đấy, tức là hai cả sụn sườn trồng với nhau. Khủng khiếp vậy á, tức là nó mỏng mức độ vậy. Chứ còn cái mũi bạn này thì không có mỏng lắm, không có, cái sóng không có mỏng lắm. À không có dày lắm, tương đối thôi. Quan trọng là như vậy á. Nói thì nếu như mà mọi người muốn xem lại cái livestream hôm qua thì mọi người có thể lướt lại vài clip ha. Thì sẽ thấy cái livestream hôm qua thì mọi người kéo đến gần cuối để xem cái kết quả. Cái đó mới gọi là siêu phẩm. Còn mũi như vậy thì cũng bình thường thôi. Mũi như này thì làm cũng nhanh, cũng đẹp. Có. Cái này đang chi rồi cho bà mẹ coi mà. Mẹ không biết à? Dạ. Nó sắp xong rồi. Nó chơi cục coi nhanh lên, hết live stream rồi. Dạ, là mẹ của chị đang đợi để xem live stream. Đúng rồi. Dạ. Mẹ cô bé này sáng mai cũng làm mũi này. Định dắt con đi làm thôi. Mà sao không biết sao, thích quá sao, đăng ký mẹ làm luôn. Vậy thì không biết là cô đã vào livestream chưa ạ? Nếu như mà cô vào rồi thì cô comment để cho mọi người biết là cô đang theo dõi livestream này đi ạ. Dạ. Chờ đợi điều gì không? Chờ đợi điều gì? Con gái. Để lấy động lực để trước khi mình làm mũi không? Chắc có lẽ là nhìn thấy kết quả mũi này xong là nôn nóng đến ngày mai là để được làm liền luôn á. Bởi vì mũi rất là đẹp và thay đổi rất là nhiều. Đấy, mọi người xem cái trước khi mình đặt sóng mũi vào thì nó võng như thế này. Nó võng như thế này ha. Võng như vậy. Mình chúng ta sẽ đặt cái sóng vào. Và đây là cái sóng Suriform. Mà chúng ta sẽ đặt vào nha. Bây giờ nó sẽ đặt trong trước của mình. Cũng móng. Đấy, cái đặt vào nó thay đổi như thế nào. Chị Viên Ngọc thì chị có kêu là một năm trời chờ đợi để được gặp bác, để được làm mũi, nhưng mà rốt cuộc lại không được, cho nên là hơi buồn và hẹn, nói chung là hơi buồn một xíu ấy, cho nên là hẹn gặp bác sau. Dạ vâng. Nói chung là hy vọng là mình có thể chờ đợi đến được mình tới cái lúc mà mũi, gương mặt của mình đã ok rồi á, thì mình hẳn quay về làm chị ha. Rồi, đây là cái mà nó quyết định tạo cho khách hàng. Đó. Vừa lấy thì mình, mọi người thấy là cái mũi hơi cao ở một chiếu đây. Vừa lấy mọi người thấy là cái gốc mũi chỗ này nó hơi cao, cho nên là thấy cái mũi nó hơi dài. Mà bây giờ khi mà bác sĩ hạ cái phần gốc mũi xuống một xíu cho nó đạt cái tiêu chuẩn của cái mũi thì cái mũi nó vừa đủ, nó không còn dài nữa. Đó, nó phải là như vậy. Chứ dài quá nó cũng không đẹp đâu. Đấy. Đấy, sẽ thay đổi đây. Đây. Một cái sự thay đổi có thể nói là hoàn toàn khác của mọi người so với trước đó là mũi ngắn. Đây, mũi ngắn ha, gốc mũi môi thì hơi cao một xíu, thì bây giờ đầu mũi đã được kéo dài ra, gốc mũi môi 90 độ, và trước đó thì cái rãnh cánh mũi sâu nè. Đây, mọi người thấy ha, sau khi mà chúng ta nâng cao cái sóng mũi lên đó thì hoàn toàn là cái rãnh cánh mũi biến mất luôn đó. Và ngoài ra thì cái dáng mũi rất là đẹp. Đây, so với lại cái dáng mũi trước đó, mọi người có không biết là mọi người thấy cái dáng mũi này như nào, mọi người có thể để lại comment cho Viện biết được không ạ?
Ơi, có mẹ ở đó không? Mẹ nhìn thấy chưa? Chị Viên Ngọc kêu là ui đẹp tuyệt vời. Dạ rồi, cảm ơn chị. Vậy thì không biết là mẹ của chị khách hàng hôm nay thì có đang xem livestream không ạ? Không biết là cô thấy dáng mũi của con gái mình như nào ạ? Đây. Để khâu ghế để cho nhìn cái tụ này. Hả? Quay cận lại một xíu cái dáng mũi ha, rất là đẹp. Rồi, trước đó ha. Trước đó là mũi ngắn. Trước đó là mọi người có thể thấy được là cái đầu mũi này nó tù và nó ngắn. Hai cái rãnh mũi, cánh mũi thì sâu, màu đỏ, lỗ mũi khuyết hở. Gốc mũi thì vẫn cao. Đó. Cho nên là cái mũi nó lải lải thôi, nó không có độ bay. Còn bây giờ thì khác. Bây giờ mũi vẫn cao hơn. Cái phần gốc mũi này này cao rồi. Mũi cao hơn cũ này, nhưng mà cái mũi đầu mũi được vươn cao lên cho nên nó có độ bay và nó dài ra. Đấy, mọi người có thể thấy là cái đầu mũi nó nhô ra này. Sống mũi nó nhô ra. Rồi, bây giờ thì bác sĩ sẽ tiến hành khâu cái phần trụ lại rồi sau đó sẽ quay cái góc từ dưới lên cho mọi người ha. À, với chị khách hàng ngày hôm nay thì sau khi mà mình đã xong cái phần dán cũng như là phần trụ rồi thì mình sẽ cuộn cánh cho chị nè, cũng như là ghép khuyết ha. Đó. Đây, với góc từ dưới lên thì mọi người sẽ thấy ha. Trụ mũi rất là yếu và hai cánh mũi to xòe nè. Lỗ mũi thì nằm ngang ha. Lát nữa thì mọi người sẽ thấy cái kết quả là lỗ mũi cũng thay đổi rất là nhiều với cái góc từ dưới lên này. Rồi, với góc từ trên xuống thì cái sóng hơi lệch một xíu ha, hơi lệch nhẹ một xíu. Rồi sau đó thì xương to này đó, nhìn hai bên xương rất là to nên là bác sĩ sẽ chỉnh xương. Lát nữa quay cho mọi người xem ở ba góc độ nha. Nhưng mà cái góc mà thay đổi nhiều nhất là cái góc nghiêng ha, góc nghiêng rất là đẹp. Mọi người khi mà xem kết quả mũi thì coi được ba góc, trong đó quan trọng nhất là cái góc thẳng. Chứ còn góc nghiêng thì đẹp chỉ để chụp hình thôi, không để giao tiếp được. Có rất là nhiều người góc nghiêng thì đẹp nhưng mà nhìn góc thẳng thì lệch mũi thì bị lệch, đầu mũi thì to, mũi thì khuyết hở, rồi xương mũi thì to, nó không đạt yêu cầu. Thế là thẳng là cái góc giao tiếp hàng ngày chúng ta quyết định một vấn đề. Còn nghiêng chỉ để sống ảo chụp hình thôi, cho nên nó chỉ là phụ thôi. Nên đi đâu sửa thì cũng phải yêu cầu nhìn được góc thẳng, đó mới là cái quan trọng nhất. Sài Gòn cái đất thì bao giờ cũng có tiêu chuẩn mũi đẹp á, người tiêu chuẩn mũi đẹp là phải nhìn được ba góc, trong đó quan trọng nhất là góc thẳng, rồi thứ gì mới thấy góc nghiêng, thứ ba là góc ngửa lên. Ba cái dáng mũi nó đạt tiêu, ba tư thế mà đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn là mũi đẹp. Mũi đẹp thì gương mặt sẽ đẹp lên 70%. Đó là công thức rồi. Rồi, quay lại với cái dáng mũi trước đi ha. Rồi sau đó thì bác sĩ khâu xong thì mình sẽ cho mọi người xem. Đó. Góc chính diện ha. Chắc chắn là sau khi chị khách hàng này 10 ngày qua lại các chị thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người theo dõi kết quả sau 10 ngày ha. Rồi, bây giờ thì mũi cũng đã được khâu xong rồi thì chúng ta sẽ cùng quay cái dáng mũi cũng như là kết quả sau khi mà đã hoàn thành cái phần trụ cũng như là cái phần sóng cho chị ha. Rồi, kết quả ở đây còn thiếu một công đoạn nào ghép khuyết nữa thôi. Nhưng mà người có thể thấy được là nó đã hoàn chỉ đến 89% rồi. Để ghép khuyết để cho kín ra thêm ít này nữa. Rồi, đây là cái dáng mũi nghiêng, người có thể thấy đấy, nó có độ bay lại nhẹ lên. Chúng ta không nên hạ thấp nhiều quá thì nhìn thẳng nó sẽ không có thấy sóng mũi cao. Cho nên nó phải có cái độ, nó có độ tiêu chuẩn với góc mũi. Mũi chán. Đấy. Rồi nhìn thẳng như thế này thấy. À, được là cái mũi cạnh. Còn mũi này dài thì đương nhiên là dài rồi, mọi người nhìn thấy là thấy dài rồi đó. Kéo được cái đầu mũi ra mà. Thế vừa vặn, nó dài. Rồi, góc từ dưới lên đi ha. Tầm mình sẽ nhìn cái góc từ dưới lên để nhìn thấy được cái tiêu chuẩn nhà tranh và form đầu mũi hình chữ A hoa. Cái góc từ dưới lên thì thay đổi rất là nhiều. Đấy, mọi người đang là lỗ mũi tròn vì nó thấp thì nó tròn thôi,
và cái cánh nó sẽ loe ra hình cánh cung. Còn bây giờ khi mà chúng ta kéo lên cao thì đương nhiên là lỗ mũi nó sẽ từ tròn nó biến thành hình hạt chanh như thế này, là tiêu chuẩn như thế này, và hai cái cánh mũi nó gọn lại. Thì khi cho nên là chúng ta không có cần cắt cánh mũi, nó cắt mũi là nó vát quá, thế là chúng ta chỉ còn cuộn nhẹ nữa thôi là đủ rồi. Đấy, vấn đề là như vậy, đó là cái chỉ định cho nó chính xác, cuộn lại là đủ nha. Còn nếu ở trong cái mũi này là nhiều người sẽ nghĩ phải đi cắt cánh mũi, thực tế là sai nha. Rồi đấy, còn lỗ mũi dựng đứng hình chanh và form chữ A hoa đây rồi, còn cái góc mũi môi đã thay đổi lên 90 độ rồi. Rồi ok, một lát nữa là mình sẽ cuộn thêm cái phần cánh lại cho chị ha. Rồi thôi, sang góc từ trên xuống nha. Đây đây mọi người có thể thấy ha, bởi vì là vừa có chỉnh xương cho nên là cái phần này nó vẫn hơi sưng nhẹ mọi người ha, chắc chắn là sau khi mình đẹp xong thì sẽ gom lại và đỡ sưng hơn bây giờ. Dạ. Đó, mọi người thấy cái sự thay đổi không ạ? Hai cái rãnh màu đỏ, rãnh cánh mũi nó được đầy đặn lên rồi. Đó. Khi nó cao lên thì nó sẽ đầy lên thôi. Nó thấp nó đè xuống, cục cánh mũi xuống. Rồi. Rồi, ok. Ok. Đó là cái kết quả của bạn ngày hôm nay. Vết mẹ của bạn gái đã vào coi chưa? Vẫn chưa thấy cô comment. Chắc cô chỉ đang xem thôi chứ cô không comment. Dạ. À, có chị Ngọc Nguyễn có hỏi là bao lâu thì dán mũi gom lại ạ? Tùy từng người, có người mất tháng, có người thì nửa tháng gom rồi, tôi là mỗi người khác nhau, có người thì 3 tháng gom từ từ. Dạ. Nhưng mà đa số trung bình 1 tháng. Chị Nguyễn Du Bi kêu là đẹp quá, cảm ơn chị nhiều ạ. Chị Lệ Nguyễn kêu là qua rồi, có lẽ là mọi người rất là bất ngờ về cái dán mũi này của chị khách hàng ha, rất là đẹp đúng không? Rồi mũi này thì cũng bình thường thôi, bởi vì mũi này dễ cũng khó, thế nên làm rất đẹp. Phải coi hai cái mũi chiều ngày hôm qua bác sĩ làm ấy, buổi sáng và buổi chiều đều là hai mũi khó, nó mới thay đổi chứ còn mà, nhưng bởi vì ca buổi sáng thì bác sĩ có like, còn ca buổi chiều thì không có thời gian, bận quá nên không like, nhưng mà có phút bài có hình ảnh đó, người sẽ xem được cái sự thay đổi rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.